tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên và cảm thấy bất ngờ và cảm thấy buồn nữa. Bởi vì tôi nghĩ cổ là một trong những người hiểu tôi khá rõ nhất. Bởi vì cổ đã từng học ở nước ngoài, sống ở nước ngoài một thời gian đủ lâu để nhận ra được Việt Nam và nước ngoài khác nhau như thế nào, và đủ lâu để nhận ra được đâu là nguyên nhân gây ra những cái sự khác nhau đó. Nhưng cổ lại nói cái câu như vậy: anh Leo à, bộ anh ghét Việt Nam làm sao? Và tôi nghĩ không phải chỉ có một mình cổ, mà là khá nhiều người trong các bạn coi clip hoặc là đã từng ghét tôi hoặc là đang ghét tôi đều nghĩ như vậy. Bộ thằng này nó ghét Việt Nam lắm sao mà nó toàn làm clip nó nói về những cái điều xấu xí của Việt Nam không vậy? Nhiều đứa thì nói là tôi là không phải là nói về điều xấu xí mà nói xấu Việt Nam nữa. Thì các bạn à, tôi là người Việt Nam, tôi đẻ ra trên đất Việt Nam. Việt Nam là quê hương của tôi. Quê hương của mình không có ai ghét hết trơn hết á. Đó là điều chắc chắn luôn. Cái tôi ghét cũng là cái các bạn ghét. Đó là những con sâu mọt, những kẻ làm cho đất nước chúng ta trở nên tồi tệ. Tôi làm clip để nói về những điều như vậy, những kẻ như vậy. Nhưng tôi thấy cái lỗi của tôi đó là làm cho các bạn hiểu lầm tôi, làm cho người bạn mà tôi quý trở thành một người hiểu lầm tôi, hiểu rằng tôi là một kẻ mà suốt ngày chỉ có ghét Việt Nam, tại vì lúc nào cũng nói những cái sự xấu xa của Việt Nam. Bởi vậy cho nên một khoảng thời gian tôi ngừng làm clip, và bây giờ làm clip lại thì tôi làm clip về du lịch là để cho các bạn thấy tôi không chỉ nhìn ra được những cái xấu xí của đất nước này, mà tôi cũng thấy được vẻ đẹp của đất nước của chúng ta, của quê hương của chúng ta nữa. Và cũng để cho các bạn thấy là nếu các bạn không làm gì cả thì một ngày nào đó cái vẻ đẹp của đất nước của chúng ta đó nó sẽ biến mất, bởi vì những kẻ xấu xa, những kẻ đang hủy hoại đất nước. Các bạn cũng đã từng coi báo, cũng đã từng nghe ông Lý Quang Diệu nói rồi, vì vị trí địa lý và con người thì Việt Nam lẽ ra là một trong những nước đứng đầu Đông Nam Á đó. Một chiều dài bờ biển hơn mấy ngàn km, các bạn nhìn đi, chúng ta vừa có núi, vừa có biển, vừa có đồng bằng, cái gì cũng có hết. Nhưng bây giờ chúng ta phải chạy qua bên Singapore để đi du học. Bây giờ tôi làm clip về du lịch thì có nhiều bạn nói Di Leo mất chất rồi, Di Leo bị mua chuột rồi. Các bạn, nếu suốt ngày tôi chỉ nói xấu thì các bạn nói tôi ghét Việt Nam, tôi chuyển qua tôi nói về cái đẹp của Việt Nam thì kêu tôi mất chất. Tôi mệt quá, nhưng cho nên tôi mới làm clip này để cho các bạn hiểu được cái ý của tôi. Bây giờ các bạn đã hiểu được tại sao tôi bây giờ chuyển qua làm clip du lịch rồi, thì hy vọng các bạn hãy ủng hộ luôn cả những clip đó, chứ đừng ủng hộ theo kiểu lựa chọn là ok, mày chửi Việt Nam thì tao mới share, còn mày làm clip về đất nước Việt Nam đẹp tao đéo share, tại tao thấy mày bá láp quá. Nếu ủng hộ tôi, làm ơn ủng hộ luôn cả những cái clip du lịch của tôi, ok, tại vì trong đó đó là cái đẹp của Việt Nam đó các bạn. Ở chung quanh giờ đông quá rồi, tôi nói tới đây cho tôi phải ngừng lại. Vậy đi à, ủng hộ tôi nghe chưa, cả clip du lịch lẫn clip về xã hội, đừng ủng hộ chọn lọc, ủng hộ hết. Cảm ơn các bạn.